Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, xảy ra tại xã Y Hờ Rú, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên có lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú tại huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai. Tài xế Bình điều khiển xe ô tô tải vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô, chở thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, và tiếp tục tông lần hai vào bên trái xe ô tô con này bên làn đường ngược lại, gây ra tai nạn.